đầu heo đấy, có hết đang hun khói, thịt hun khói các bạn. Đây là lạc sườn nhé, lạc sườn các bạn. Đây là toàn thịt lợn đen nhé, thịt lợn đen hay là trắng không? Đen nhỉ. Rồi đây này. Đây là ba chỉ này các bạn này. Đấy. Sâm cắt cánh, chuối hột ép miếng, cái này chuối chín rồi chứ nhỉ? Đúng rồi, chín xong người ta bóc vỏ ra rồi nhá. Các bác nào đặt thì tối nay các bạn xem video thì các bác đặt luôn nhé, để sáng mai mình đi chợ mình lấy luôn. Xin chào ông bà cô dì chú bác và tất cả các bạn đã và đang xem trên kênh của Hải nhá, kênh Hải Bảo Tháng. Hôm nay thì tiếp tục mời ông bà cô dì chú bác đi chợ phiên, chợ vùng cao các bạn ạ. Đây là một phiên chợ đặc biệt. Khu vực này thì là bà con đang giao dịch, trao đổi buôn bán rất là nhiều trâu. Đấy, chúng ta hôm nay sẽ đi xem trâu nhé các bạn nhé. Đi chợ trâu để chia sẻ cho mọi người. Đấy, chợ này, chợ trâu này nằm ngay tại Bắc Hà, trung tâm luôn. Nhưng mà rất là nhiều khách du lịch cũng như là người tham quan ấy, thì người ta cứ thắc mắc là tại sao mà hôm Chủ nhật đi lại không thấy trâu đâu, mà toàn thấy người ta bán thảo dược rồi bán chó bán lợn. Đấy, vì thế mà hôm nay thì Hải sẽ chia sẻ cho các bạn. Chợ này hiện tại, tại cái thời điểm này, ngay bây giờ, ngay lúc này là bà con đang họp vào hôm thứ Bảy nhé. Chợ trâu diễn ra vào sáng thứ Bảy hàng tuần. Đấy, một phiên chỉ có một hôm thôi, đó là vào sáng thứ Bảy. Và bây giờ thì Hải sẽ mời ông bà, cô dì, chú bác đi khám phá chợ trâu luôn và ngay nhé. Xin mời các bạn. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì Hải sẽ mời các bạn đi xem trâu. Ở đây là có một con nghé nó đang nằm ở đây này các bạn này. Một con nghé con đáng yêu lắm các bạn. Con này hình như là người ta mua rồi các bạn. Mình thấy là người ta đang cái vạch ở cái sừng này các bạn này, người ta xịt sơn ở cái sừng này. Con nghé này thì nó chưa được tuổi, nó rơi vào tầm 8 tháng tuổi thôi. Đấy, một con nghé rơi vào tầm 8 tháng tuổi. Con này người ta đánh dấu và đang nằm ở đây này các bạn này. Đấy, người ta buộc ở đây. Nói chung là chợ ngày hôm nay thì cực kỳ là nhiều trâu bò. Đấy, các bạn sẽ đi trải nghiệm lần lượt trong phiên trong ngày hôm nay. Hải sẽ giới thiệu cho bạn. Với con nghé này thì nó chỉ rơi vào tầm 10 triệu đấy các bạn. Đấy, một con nghé nhỏ. Và bây giờ thì mình sẽ mời các bạn tiếp tục đi chợ xem trâu nha các bạn nhé. Đấy, khu vực này là người ta bán nhiều lắm này. Ở đây thì chủ yếu là các thương lái ở dưới miền xuôi, người ta xem và mua trâu các bạn. Ôi đây này các bạn ơi, mình phát hiện ra có một con trâu rất là đặc biệt các bạn này. Một con trâu sừng của nó đặc biệt không? Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, một con trâu, con này hình như là con trâu thiến các bạn. Một con trâu thiến sừng của nó dài và nó kiểu nó to, nó cồng cành ấy. Con này là trâu thiến, cổ nó không có. Đây. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem tại sao này người ta gọi lại là trâu thiến. Bởi vì là người ta thiến ở đằng sau này. Đấy. Thiến mất hai quả cà rồi các bạn. Đấy. Ở đây thì có một cô người Mông cũng đang bán một con nghé này các bạn này. Con nghé này thì cô đang báo là 16 triệu thôi. Nói chung là về giá cả bây giờ thì nó rẻ lắm các bạn ạ. Trâu nó chưa được giá nên giá rất là thấp. Chợ rất là đông nha các bạn nhé. Đây là khu vực đằng này rất là nhiều. Và đồng bào ở đây thì đa số là đồng bào người Mông. Đấy, các cô người Mông mang trâu ra chợ bán này.
Hình như là mình đang lạc vào khu vực không, ý của mình đang nói là mình đứng ở đây thì mình đang ở đây là mình đứng ở trên vùng cao ấy, là mình là thuộc là người thiểu số các bạn. Mặc dù là người Kinh nhưng mà đến chợ này thì hầu như là đa số là các bác ấy toàn người Mông. Đấy, xung quanh đây là toàn các anh và các chú người Mông thôi. Ở bên này này, người ta bán rất là nhiều. Và chợ này thì trải dài đến tận đằng kia kìa các bạn kìa. Đấy, rất là dài và rất là nhiều trâu trong buổi ngày hôm nay các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn sang tít khu vực ở bên này các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, một biển trâu. Nhiều lắm các bạn. Ở đây thì đa số là người ta bán cái dòng trâu thịt ấy. Úi ôi, may quá nhỉ. Rất là may các bạn. Đi qua một con trâu nó đang ị bậy. Con này không có tổ chức gì các bạn. Cái này ai mà. Đây. Mình sẽ phải đi nhanh qua khu vực này các bạn, không nó dính vào. Anh ấy đi, mình đi luôn. Đấy, phải đi nhanh các bạn. Đấy, các bạn tha hồ mà ngắm trâu nha các bạn nhé. Cực kỳ là nhiều. Đây, cô này cũng bán trâu này các bạn này. Đấy, cô người Mông. Đấy, một con trâu của cô, con trâu vừa vừa thôi. Rất là nhiều các bạn. Đây này. Đấy, con nghé này các bạn này. Các bạn muốn mua trâu bò thì các bạn có thể lên chợ phiên vùng cao, đặc biệt là chợ Bắc Hà và chợ Công Ly các bạn. Đấy, ngoài trâu ra thì có cả bò nhé các bạn nhé. Đấy, bò cũng nhiều. Chúng ta sẽ ra khu vực này, đằng này một tí này. Đây này các bạn này. Đây. Ở đây có con nghé con này các bạn này. Đây này các bạn này. Mình sẽ đấy, ở đây là có một con nghé con nhé các bạn nhé. Đây này. Đấy. Con này con nghé còi các bạn. Đây này. Đấy. Đấy, xin con này nó rơi vào tầm 1 tuổi đấy các bạn. Đấy. Đây, nghé này. Con này nghé đực các bạn. Đấy. Nó nghé di dòng nghé nhỏ ấy. Những cái tầm này thì nó rẻ đấy các bạn, tầm 9 triệu thôi. Đấy, 8 triệu rưỡi đến 9 triệu thôi. Bởi vì là nó rất là bé và chưa có thịt nên giá nó rẻ. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá trải nghiệm khu vực trâu và bò các bạn. Ở đây là người ta mua này, người ta mua người ta đánh dấu này các bạn. Đấy, những con nào người ta mua người ta sẽ đánh dấu vào. Đây. Ở trên chợ thì có cả khách du lịch, người ta đi chơi chụp ảnh, đi khám phá trải nghiệm ở chợ phiên ấy các bạn. Đấy. Ở bên này thì bò các bạn. Đấy, chợ trâu và chợ bò. À, một con bò con các bạn. Hay người ta gọi là con bê. Đấy.
con bê này nhỏ này. Đấy, những cái tầm như thế này thì ở trên chợ hiện tại bây giờ là người ta bán rất là rẻ, nó chỉ rơi vào tầm 2 triệu rưỡi thôi các bạn. Đấy, rơi chỉ tầm 2 triệu rưỡi thôi, khá là rẻ. Đây như con này, con này chắc là tầm 3 triệu này, to hơn một tí. Đấy, mình quay xa cho các bạn xem, không này các bạn bảo là bò to đấy, nhưng con bê nó rất là nhỏ. Đấy. Đấy, ông bà cô dì chú bác mà muốn đi xem chợ châu bò thì mời ông bà cô dì chú bác đi vào hôm thứ bảy nhé. Sáng thứ bảy hàng tuần thì mới có châu bò để ngắm, để xem. Còn đi vào hôm chủ nhật thì chỉ ngắm chó thôi. Đấy, ở đấy là người ta bán chó là nhiều thôi và bán lợn đen. Còn và bán cái thảo dược thôi. Còn đi ngắm châu bò thì mọi người phải đi sớm. Đi vào hôm thứ bảy. Sáng thứ bảy chúng ta sẽ đi chứng kiến những cảnh bà con giao dịch, trao đổi, buôn bán ấy. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa, chợ rất là đông nhá. Đấy, mình sẽ để máy đây quay lên một tí các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa, đây là những cái cảnh phong cảnh, cái khung cảnh buổi sáng ngày hôm nay, ngày 11 tháng tháng 11 ngày 11 đúng không? Ngày 11 tháng 11. Rất là nhiều. Đây đây, cả ở đây là người ta bán cả ngựa nhé các bạn nhé. Đây này. Đấy, đây là khu vực người ta bán ngựa. Đấy. Ở đây có một 3 con, 1 2 3 3 con ngựa. Đấy, như con ngựa này thì nó trên trên đầu ba rồi, tầm 35 triệu ạ. Hôm nay không có ngựa bạch ạ, mỗi hôm thì có ngựa bạch nhưng mà hôm nay không có. Nếu mà có thì mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người, nhưng mà không có ngựa bạch. Đấy, các bạn có thể là thấy cái khung cảnh buổi sáng ngày hôm nay rất là thích nhé. Đấy, nhiều các bác comment bảo sao Bắc Hà nổi tiếng về chợ châu bò nhưng mà lại không thấy châu bò đâu. Hóa ra là nó diễn ra vào sáng thứ bảy hàng tuần. Các bạn muốn biết chi tiết cụ thể về giá cả châu bò thì các bạn có thể là sang kênh chính nhé, của Hải, đó là kênh Tây Bắc TV1, để các bạn tham khảo về giá cả châu bò. Bởi vì là kênh đấy là mình chuyên quay về những cái dạng trâu, quay trâu ở trên chợ phiên, quay trâu cả bò các bạn. Nếu mà các bạn muốn biết chi tiết thì mời các bạn sang kênh đấy. Kênh đấy là kênh chuyên về báo giá ở các dòng trâu bò ở trên chợ phiên, đặc biệt là chợ Cống Ly và chợ Bắc Hà. Có lẽ là chúng ta sẽ di chuyển một tí nha các bạn nha. Chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực khác. Ở đây có một con trâu to này các bạn này. Ở đây có một con trâu to, người ta đã buộc ở cái dây điện này. Đấy. Cái dây để giữ cột điện cho đỡ đổ, cho đỡ ngả nghiêng ấy. Đấy, con này thịt chắc nhỉ, béo. Và con này thì người ta đang báo là tầm 47 48 triệu các bạn. Đấy, móng con này cũng khá là đẹp nhé, móng gọn các bạn. Đây. Con trâu này thuộc dòng móng gọn đẹp, chắc thịt các bạn. Ngoài ra thì có nghé, đấy, trâu cặp, trâu giống, trâu con rất là nhiều. Và đa số ở trên chợ phiên ý, chủ yếu là người ta bán dòng trâu thịt nhé các bạn nhé. Ở đây có một con nghé, trâu cái này. Đây, một con trâu cái. Đây đây, rất là nhiều. Ở khu vực này thì nhiều lắm các bạn. Đây mình sẽ đi đây sang lối này. Thường thường là khu vực này là toàn trâu to đấy các bạn. Đây khách du lịch người ta đến chơi này. Đây này, ở đây là có bác du lịch này. Đấy. Khu vực này là toàn dòng trâu chơi nhé các bạn nhé. Toàn người ta hay cho chọi nhau ấy, chứ không phải là dòng trâu chơi.
người ta thấy con nào nó đẹp đẹp, nó ngang cơ nhau, người ta cho giao lưu với nhau các bạn. Đấy. Đấy, các bạn thấy chợ trâu Bắc Hà như thế nào? Đấy, khá là nhộn nhịp đông nhỉ các bạn nhỉ? Ở đây là có một con trâu sừng đẹp chưa các bạn này. Rất tiếc là con ngoại hình của nó hơi nhỏ. Đây. Con này đúng là sừng dáng dòng chơi. Khách người ta, thứ nhất là người ta đi chơi, đi trải nghiệm, đi khám phá, không nhất thiết là phải đến đây để mua các bạn, mà đến đây có thể là đi ngắm trâu, xem trâu rất là nhiều. Rồi ok các bạn nhé, đấy video của Hải hôm nay thì Hải chia sẻ cho mọi người khu vực người ta bán trâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển đến khu vực chợ văn hóa, xem ngày thứ bảy ngày hôm nay ở trên chợ văn hóa có cái gì hay không, mình sẽ chia sẻ tiếp nhé. Đấy, tạm biệt mấy chú trâu nha. Rồi ok các bạn nhé, vừa đấy Hải đứng ở khu vực chợ gia súc, đó là chợ trâu, chợ bò. Và bây giờ thì mời các bạn lên chợ văn hóa ẩm thực xem hôm nay là ngày thứ bảy, xem có gì không nhé các bạn nhé. Đấy. Đi qua đây thì thấy quán này người ta đang sấy thịt à. Đấy. Mình sẽ xem một tí nhé các bạn nhé. Ở đây có biển này, thắng cố này, gà bản này, lợn bản này, cá tươi. Đây này các bạn này. Đây. Người ta đang hun khói, thịt hun khói các bạn. Đây là lạc sườn nhé, lạc sườn các bạn. Đây. Các bạn nhìn ngon hấp dẫn không? Cái này không cho nhập à cô? Không cho nhập à? Đây. Cái này gọi là hun khói nhỉ? Hun khói ngon hay là sấy ngon hơn ạ? Hun khói nó nâu nó mới ngon. À vâng. Hun khói là vị truyền thống, vị sấy. Nó này phải hun tháng rưỡi đến 2 tháng. Cái này cô lại sấy cái 3 ngày đến 7 ngày ăn bố rồi. Sấy nhanh hơn nhỉ, nó nóng sấy nhanh. Sấy là thịt héo chứ không phải là ăn thịt, làm gì có vị. Kiểu cái đấy là gọi là nó khô đột ngột ở ngoài thôi đúng không? Đấy gọi là nướng chín. À nướng. Chuẩn là nướng chín. Cái đấy cô che ra để cho nó khói nó tỏa ra. Trông như là trông trẻ con đấy chứ. Vất vả phết đấy nhỉ. Ngày mai chủ nhật rồi, đông khách rồi. Đây là toàn thịt lợn đen nhé. Thịt lợn đen hay trắng cô? Đen nhỉ. Rồi đây này. Đây là ba chỉ này các bạn này. Còn bên này lạc sườn này. Cái này nếu mà vận chuyển hút trên không thì được khoảng mấy ngày ạ? Vâng. À, thế là vào miền Nam vẫn tốt nhỉ? Các bác nào lấy thì... Cái hun khói này là để được lâu hơn đúng không? Thì thường là chuyển vào trong đấy là chậm nhất là chỉ 4 ngày thôi. Vào tận Cà Mau ấy, vào Khánh Hòa cái thứ đấy. Bỏ hành cho chạy 20 ngày. À dạ. Dòng của mình là hun khói này không bao giờ sợ, là thịt tươi. Còn thịt kia là thịt chín hiểu không? Cái này lấy xong là người ta không có bếp thì người ta để tủ lạnh nhỉ? Để tủ mát không nhỉ? Lấy xong thì không cần bếp rồi, tại vì là mình đã được rồi. Hút chứ không, họ chỉ cần mát ăn thôi. Đây. Mát nếu mà họ muốn ăn lâu thì bảo quản ngăn đá ăn cả lắm. Nếu bán lẻ bây giờ là khoảng bao nhiêu tiền cân? 400. Bán như bình thường ấy. Đang bán 400. À 400. 400 nghìn cân. Còn thịt trâu ạ? Trâu á. Trâu thì bán lẻ 700. 700. Vâng. Còn xỉ thì lại xỉ riêng.
xỉ thì có giá ưu đãi nó rẻ hơn một tí. Cái này là cái kia này có. À đây. Cái này live TikTok bán nhỉ các bạn nhỉ? Mình chưa có mối các bạn, hay là lấy mối ở đây đây. Đây. Và không lấy luôn, không hết thì mình dùng nó gì. Đây. Cái này xuyên từng từng ấy này các bạn này. Đấy. Mảnh này. Cái này là sấy hay là ấy đấy? Cái này sấy đấy nhỉ? Sấy. Vâng. Đây là hun khói này các bạn này. Ôi đây bán nhiều hạt rẻ đấy. Đây. Thơm nhỉ? À hạt dổi, hạt dổi, sorry các bạn nhé, hạt dổi. Ừ, thơm thế nhỉ? Đây, thơm lắm. Cực kỳ là thơm. Đây, đây người ta bán ấy này. Nụ hoa tam thất. Cái này chữa bệnh mất ngủ này. Đây, tam thất củ to và đây là size này, size to rồi bà nhỉ. Size to. Size này thường thường là 19-20 củ một cân. Hoa tam thất 750k 1kg. Nói chung là ngày mai ấy, rất là nhiều các bạn. Mai thì phiên chợ chính. Hôm nay chủ yếu là phiên chợ châu thôi. Đấy, mình vừa đi qua phiên chợ châu mình quay chia sẻ cho mọi người đấy. Người ta bán châu này, bán bò này. Đấy. Đấy, các bạn mua lạc xưởng này thì cứ alo nhá. Cái này là hun khói để được rất là lâu. Đây này, người ta đang hun khói đây các bạn này. Đây này. Hun khói được để rất là lâu. Cô vợ chia sẻ là gửi trong vòng nửa tháng thoải mái các bạn. Bởi vì là cái này nó không phải là chín ép mà nó chín từ 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 ngoài vào trong, chứ không phải sấy. Sấy thì nó như kiểu ép đột ngột ấy, nên nó cái loại đấy thì để nó không được lâu. Còn cái loại này ăn mới ngon này, chính xác là phải loại như thế này các bạn, bởi vì loại này hun khói. Đây, nó teo vào này. Cái này là mua thì sẽ hút trên không. Đây là cô đang bán là 400, vừa cô bảo là 400.000 một cân. Đấy. Một cái đốt này không biết được mấy lạng. Đấy. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta đi chợ tiếp các bạn. Hôm nay thì mới là hôm thứ bảy thôi. Và hiện tại bây giờ là giữa buổi trưa luôn, khoảng là 12 giờ trưa các bạn. Ngày mai, hứa hẹn ngày mai các bạn, cực kỳ là đông. Cứ phiên chợ cuối tuần các bạn, hôm nào cũng đông. Và ngày hôm nay thì chủ yếu là Hải đi quay chia sẻ cho bà con, cũng như là cô dì chú bác xem cái hoạt động ở khu vực chợ gia súc thôi, là chủ yếu các bạn. Và bây giờ thì tranh thủ một tí thì mình sẽ lên khu vực mà ngày mai rất là đông, xem buổi trưa ngày hôm nay có gì không nhé. Và xem là người ta có bày bán các mặt hàng không. Ở ngay đầu cổng thì Hải thấy là người ta cũng bán một số đồ này, rượu này, rượu ngô các bạn. Ngày mai thì Hải lấy khoảng 20 lít rượu ngô cho khách. Nhưng mà mai mình lấy các bạn, hôm nay mình không có can. Đây là cái gì nhỉ? Artiso các bạn, đây là hoa Artiso này. Cái này tươi nhá, hình như là cái này là người ta bán 25.000 một cân sao này. Cái này cũng khá là rẻ các bạn. Hoa Artiso. Đấy, dây bổ máu. Sâm lương quy. Sâm lương quy này thì mai mình mới lấy thôi. Mai mình sẽ chọn cái củ nào to. Đấy, củ nói chung là củ để ngâm rượu ấy. Củ nó phải to, nhìn nó mới đã mắt các bạn. Đấy. Còn mấy cái củ này là củ nhỏ thôi. Đấy. Đây này. Mấy củ này thì củ nhỏ. Đấy. Cái này chủ yếu là bà con bán để ăn. Còn ngâm rượu thì phải chọn củ to. Còn đây là sâm cắt cánh này các bạn. À, sâm cắt cánh rẻ nữa nha các bạn nhé. Cái này chủ yếu là chữa bệnh ho đờm đấy, các đường về như viêm họng hoặc là có này phải chữa bệnh ho không cô? À nhà đây đấy. Sâm cắt cánh, cái này cũng là hạ huyết áp các bạn đấy. Sâm cắt cánh nhé, ở trên chợ này nhiều lắm, các bạn muốn lấy thì cứ alo cho Hải. Các bệnh này về chủ yếu là ho thôi đấy. Ví dụ viêm họng này, rồi ho ra đờm này, ho khan này, nói chung là các đường về ho. Còn đây là hạ thủ ô này, hạ thủ ô đỏ các bạn.
Ngoài ra thì đây cũng bán, nói chung là bây giờ là buổi chiều thôi, buổi trưa nên các mặt hàng cũng chưa có nhiều, ngày mai mới có nhiều các bạn. Đây là cái gì ấy? Khúc bổ máu người ta băm ra phơi khô các bạn. Đấy, các bạn nào lấy thì cứ inbox Hải, Hải sẽ lấy và vận chuyển cho các bạn. Cái này thì rẻ rồi các bạn. Và Hải đang giao với giá là 101 là bao ship luôn các bạn. Vận chuyển gọi là bao ship toàn quốc luôn. 101 một cân bao ship các bạn. Hoặc là 100 được. Đấy, nếu mà các bạn lấy nhiều từ 5 cân đổ lên thì Hải sẽ bao ship luôn. Đấy, đây là củ gì đấy? Củ ấu á, củ ấu tẩu loại. Củ ấu tẩu này linh hầm. À, kia là khúc bổ máu ấy. Nói chung là trên kênh giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lên chợ một tí nhé các bạn nhé. Bây giờ đây là cái khu vực buổi chiều người ta hay diễn ra ở đây này. Rất là đông. Đây là cái chợ hàng ngày các bạn. Chợ mà hàng ngày các bà con dân ở trên Bắc Hà người ta hay bán ở đây. Còn vào những cái phiên chợ chính ấy, thì đặc biệt là những cái chợ phiên thì nó nằm ở trên này cơ các bạn. Đây này. Và cái này là cái gì đấy chị? Ôi hạt rẻ to thế. Ôi to nhỉ. Lần đầu tiên mình thấy loại to này. Bình thường nó chỉ bằng nửa này thôi nhỉ. Hoặc là to hơn một tí thôi. Cái này bán lẻ giá tại chợ bao nhiêu? Giá hiện tại bán lẻ cho bình thường này 80.000. To nhỉ. Cái này nhân chắc là nhiều quá. Và to này nhân nó rất là nhiều. To thật đấy. Đấy. Cái này chị gói cho em chưa? À, đây là lấm sừng hiêu các bạn, mình sẽ lấy một cân cho khách. Cái này là chủ yếu là chữa bệnh cao huyết, chữa cao huyết áp này, xương khớp này, điều hòa tim mạch này. Nói chung là có rất là nhiều tác dụng các bạn. Đây này, cái này nó nhẹ lắm. Cái này nửa cân một bó hả chị? Nửa cân một bó. Đây, đây á. Cái này chắc là chữa tê bì trên tay mỏi chân mỏi gối nhỉ đúng không? Dùng thích của người dân tộc Mông. À cái này gọi là gia truyền đúng không? Đây. Giàng áp báo, a cha. Đây mỗi một vài dân tộc nó lại có cái đặc sản gì. Cái này mới hay này các bạn này. Cái này chủ yếu là cho các bác uống rượu này. Khấu vài lèng. Đấy, cái này một bịch chắc nửa cân ý nhỉ? Cái này là một cân à? Theo thang à? À. Đây này. Và ba kích khô à? Tươi có khô. Cái này thì khô rồi, đây. Đấy. Cái này để ngâm rượu, một cái này chắc là ngâm phải được 5 đến 10 lít các bạn. Mình chưa đọc nhưng mà mình đoán vậy. 7 lít đến 10 lít à? Đây. Mình thử đọc một tí cho các bạn xem nhé. Tác dụng này. Thành phần của nó là củ cây khấu vài lèng này, rễ thân cây khâu làng tiên này, thân cây co mừ, phi, cây sáu tả, cây xăm đang và kết hợp với bảy vị thuốc bí truyền khác các bạn. Đấy. Công dụng này, di tinh, mộng tinh. Nói chung là nói về bệnh sinh lý ấy. Một người khỏe. Đây gọi là các bạn nhìn chưa? Đêm 7 ngày 3 ra vào không kể. Chà. Đây. Ngày hôm nay thì mình đi quay chợ Châu các bạn, mình đi tranh thủ có một khách người ta đặt cái nấm sừng hươu này để về ngâm rượu các bạn. Đây là một cân nhé các bạn nhé. Đấy. Nhưng mà mai khách bảo khách đặt nữa cơ nhưng mà hôm nay không có các bạn, mai khách đặt đồ tươi cơ. Hôm nay chỉ có đồ khô thôi, đồ tươi ngày mai mới có. Ở đây chị bán nhiều nhỉ? Đây là cái gì đấy? Cây mật nhân. Đấy. Cái này chữa bệnh gì đấy? Tăng cường sinh lý nam, giảm chết. Chống viêm, chống ung thư. Chống viêm, kháng khuẩn, tăng cường sức mạnh cơ bắp, chữa đau lưng. Cái này có bao nhiêu tiền ạ? Bán lẻ tại chợ này? 150. 150 một. Đây để ngâm rượu nhỉ? Ngâm rượu hoặc là đun nước uống. Cây này rất là hiếm luôn. Đây chị bán nhiều nhỉ? Đây tất cả đây à? Tất cả từ đầu đến kia, cả bên này nữa. Ui. Có thể nói là đây là một đại gia ở chợ các bạn. Nhưng mà đại gia này hơi gầy nhá. Đấy.
tiền nhiều quá vác nặng nên nó gầy người các bạn. Ở đây nữa này các bạn, mình thấy là cái nấm này ngày về Tết ấy các bạn, rất là nhiều người mua. Nấm Hương Xuyên, đặc sản Tây Bắc. Cái xào, lấu, canh, hầm. Cái loại nhỏ, đây là loại nhỏ này các bạn này. Cái này nấm hương rừng nhỉ. Đây. Cái này là người ta xuyên vào cái cây tre. Cái này người ta bán, nếu mà bán lẻ người ta cũng bán nhá, 20.000 một xiên sao ấy. Mình hỏi trên chợ thấy là người ta bán lẻ 20.000 một xiên. Và cái này một đôi 4 6 9 xuyên à? Đôi 4 6 8 đâu? Đôi 4 6 8 10. Ơ, 11 xuyên chị ạ. Cái này thấy là 11 xuyên. Thế này thì 200 à hay là trăm mấy? Nó vào 160 nhỉ. Đấy. Nói chung là mua nhiều thì nó rẻ hơn các bạn. Đấy. Nếu mà các bạn mua thì mua cả túi thì nó sẽ rẻ hơn. Còn bán lẻ người ta bóc tách thì bao giờ nó cũng đắt một tí. Đây, chị bây giờ là mình bày hàng dọn cho ngày mai luôn đấy nhỉ? Tối nay bán, tối nay. À tối nay, bởi vì là tối nay có ca nhạc ở trên kia các bạn nhỉ. Đấy. Tối nay là sau đó là chắc là mình nghĩ là đắp chăn ngủ đây xuyên đêm. Bởi vì là nếu mà dọn ra cất vào nữa thì nó mất vài tiếng rời cơ, chứ không phải đơn giản là dọn ra dọn vào đâu. Ở đây mình thấy là chị tàn đồ khô và đồ ngâm rượu, tàn đồ bổ các bạn, gọi là đồ bổ, đồ để an thần cơ thể, chữa bệnh đau xương đau khớp rồi. À cái chuối chín đây đúng rồi em, cái này lẻ lẻ nhá, lẻ bao nhiêu? Cái này hình như là có người đặt mình này, mình không biết giá này các bạn này. Chuối hột ép miếng. Cái này chuối chín rồi chứ nhỉ? Đúng rồi, chín xong người ta bóc vỏ ra rồi nhá. Các bác nào đặt thì tối nay các bạn xem video thì các bác đặt luôn nhá, để sáng mai mình đi chợ mình lấy luôn. Hình như là có một bác mình nhớ là bảo là đây chuối rừng đúng không? Đấy. Chuối rừng người ta chín, người ta bóc vỏ ra và phơi khô hoặc là sấy đây. Cách dùng, lấy nước, đun nước uống, ngâm rượu. Đấy, công dụng này, trị đau lưng, nhức mỏi, khớp, thận này. Đấy, bồi bổ cái sức khỏe này. Cái này là chắc một cân đây các bạn, mình thấy nặng nặng. Đây, có ký hiệu 1kg này. Đấy. Các bác nào lấy loại này thì cứ alo nhé. Đấy, mai Hải sẽ lấy và báo giá cho bạn. Một cân luôn các bạn. Đấy. Chuối hột nhá, cái này rất là nhiều người dùng, đặc biệt là những người trung tuổi các bạn, người ta hay uống được rượu ấy thì là người ta rất là thích. Hầu như là ở trên Tây Bắc nhà nào cũng có một bình các bạn, và sâm cau nữa. Đây. Hoa kim ngân. Cái này như kiểu thay trà để uống nhỉ. Đấy. Ồ, nói chung là chị bán nhiều nhỉ, đây này. Công dụng thanh nhiệt, giải độc, sát khuẩn, chữa mụn nhọt, mẩn ngứa, phát ban, dị ứng sốt. Đấy, chữa cả sốt rét nữa các bạn. Chữa viêm mũi, dị ứng, thấp khớp. Đấy, cách dùng đơn giản chưa? Hãm nước uống hàng ngày. Đấy. Đấy. Ở chị rất là nhiều các bạn. Thật ra mà nếu mà để giới thiệu cho các bạn tất tần tật các thảo dược, các thuốc ở đây thì chắc là phải hết vài tiếng các bạn. Mình sẽ quay cái nào cơ bản thôi. Đấy, chị bán cả hạt dổi nếp này. Hạt dổi nếp rừng. Đây. Thơm nhỉ các bạn nhỉ. Đấy. Hôm nay không phải phiên chợ nhưng mà mình sẽ ghé qua đây một tí để quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác và tất cả mọi người xem. Nếu mà các bạn thích loại nào thì các bạn cứ alo Hải nhá, qua số Zalo 0379420217. Đấy, Hải vẫn lấy thường xuyên cho khách các bạn. Hải vẫn gửi đều đều. Tuần nào cũng vậy các bạn. Cứ một phiên vào cuối tuần hôm thứ bảy hoặc là chủ nhật. Thường thường là thứ bảy Hải hay đi quay trâu. Nhưng mà thỉnh thoảng Hải ghé qua đây để lấy đồ cho khách. Đây. Đây, thơm nhỉ. Cái này thì các bạn cho vào thắng cố này, nồi lẩu này. Rồi rồi đấy là một trong những gia vị rất là nổi tiếng ở trên Tây Bắc các bạn. Đây sâm tố nữ. Đây là tàn đồ khô. Cái này chắc là nửa cân nhỉ. Đấy, cái này nhẹ nửa cân vậy. Cái này phụ nữ thích lắm. À, xem công dụng gì mà phụ nữ thích nhá. Mình tò mò, rất là tò mò các bạn. Chị bảo là phụ nữ rất là thích cái thuốc này. Giúp giải cải thiện chức năng sinh lý nữ.
À đây, nó như kiểu là tăng cường sinh nữ nữ ấy. Cái đồ khác kia là của nam, còn cái đồ này là của nữ các bạn, dành riêng cho nữ. Phải nữ cực kỳ thích luôn. Những cái từ ngữ là mình hơi khó đọc một tí các bạn. Hoặc là đầy khô rát âm đạo đấy, nói chung là cái kia thì ví dụ như là của sinh lý nam, còn cái này là sinh lý nữ các bạn. Tóm lại là như vậy. Đấy, cái này thì dành cho những người tầm tầm tuổi bao nhiêu nhỉ? Tầm từ 20 đến 40 đấy, cái tầm tuổi 40 là 34 35 Ba 40 bốn mươi là rất là cần những cái loại này các bạn. Nam cũng vậy, nam cái tầm tuổi 35 40 là cực kỳ là cần những cái loại này. Sâm đương quy đúng không? Mình chưa đọc nhưng mà mình nhìn thấy cái sâm đương quy mình hay lấy thường ngày cho khách này. Đây phơi khô đây. Đấy các bác nào mà sợ vùng sâu vùng xa mà hoặc là ở tận miền Nam miền Trung mà sợ nó chuyển tươi nó không đảm bảo đảm ấy thì là các bạn có thể lấy loại loại khô này. Đấy, cái này cũng 1 cân. 1 2 đôi 4 6. Đôi 4 6. Cái này là 6 củ 1 cân. Ở đây bên này cũng có nữa. Đây. Khoảng tầm 10 củ, 12 củ 1 cân. Khô các bạn. Cái sâm đương quy này hôm qua mình đọc ở chữa bệnh gì đây này, ở đấy có này, xương khớp này. Nhưng mà cái sâm đương quy này thường thường là những người này hỗ trợ điều trị ung thư này, à cả cao huyết áp đấy à. Đây. Sâm đương quy khô. Đấy, chị bán nhiều lắm các bạn. Vâng. Rất là nhiều các cái thuốc trị liệu ở trên Tây Bắc nổi tiếng các bạn. Đấy mình bảo rồi, nếu mà giới thiệu cho các bạn tất thì chắc là phải mất cả ngày các bạn. Đấy là chưa kể là chị có những cái hộp mà người ta tinh chế ra nó nhỏ thành bột, tán thành bột và thành hạt nữa. Rất là nhiều các bạn. Video của chúng ta ngày hôm nay đi tìm hiểu về thuốc đi cho các bạn nhé. Đấy, chứ không quay cảnh bà con buôn bán, bởi vì là hôm nay thứ bảy chứ không phải là hôm chủ nhật. Ngày mai các bạn, ngày mai chủ nhật thì chợ mới có nhiều. Ngày mai Hải sẽ đi sớm và lấy đồ cho khách, lấy thật sớm các bạn. Sau đó là sẽ đi quay. Cây lá mát gan, mát thận. Đấy. Cái này thường thường là những người trung tuổi thì hay rất là thích này. Đấy, cái tầm trung tuổi thì nó sẽ kiểu trong quá trình sinh hoạt hoặc là đi làm công việc ấy, nó bụi bặm nên công việc nặng thì nó sẽ ảnh hưởng đến hít vào những cái khói nó độc hại ấy, thì người ta thường thường là hay thích những cái loại cây lá mát gan mát thận này. Đấy. Tác dụng này, giải độc gan, tái tạo tế bào gan. Đấy, rất là nhiều các bạn. Cái này cũng đơn giản nhỉ, đây này, sắc uống ngày uống 200 g. Nhận hàng và ship toàn quốc. Đấy, chị nhiều thật đấy các bạn. Đấy, rất là nhiều. Đây cái này miến rong à chị? Đây là miến rong này. Đấy. Cái miến rong bà con tự làm thủ công đấy các bạn. Nói tên chị mới thấy là nghe tên rất là nhiều rồi, hôm À. nay mới gặp mặt cả. Ai? Rất nhiều khách rất quý em cứ lên đây hỏi thăm. Quay nhiều mà. Đấy, Rất nhiều khách quý em. chị bán cả mật ong nữa nhỉ? Mật Thế có cái gì mà chị không bán không nhỉ? Chị bán rất là nhiều các bạn. Thật ra là đến hiện tại bây giờ là mình cũng không biết là giới thiệu đâu. Nếu mà để giới thiệu cái này thì cực kỳ là lâu và rất là nhiều. Đấy, các bác xem video thì các bác lấy cái gì thì các bác cứ comment nhé. Hải sẽ báo giá lần lượt và chia sẻ tất cả cho mọi người. Đấy. Không, bây giờ em ra ngoài kia một tí. Không ra đồ ăn ạ. Đây, lạc xưởng này các bạn này. Lạc xưởng rất là nhiều. Đấy, các bác lấy gì thì cứ inbox nhé. Số Zalo Hải sẽ ghim ở trên màn hình ấy, nó chạy chạy đấy các bạn. Cứ vào cái số đó là inbox Hải qua số Zalo. Còn khu vực bên này này các bạn này, khu vực bên này thì người ta bán những cái mặt hàng thổ cẩm, những quần áo rồi túi xách du lịch. Ngày hôm nay thì cực kỳ là rảnh rỗi các bạn. Mình sẽ đi quay lần lượt và chia sẻ tất cả cho mọi người. Nhiều lắm các bạn. Đây.
Nhưng mà hôm nay nó hơi vắng nhỉ. Nhưng mà mình thích này, nó vắng cái này. Bởi vì đi thì nó dễ các bạn, không phải ai làm phiền. Nó chỉ hơi buồn một tí thôi. Ở trong này nhiều nhỉ. Đấy. Đấy, rất là nhiều các bạn. Mình đang ra khu vực mình đang ra khu vực đồ ẩm thực đấy. Ở đây thằng cố các thứ là nhiều lắm các bạn. Nhưng mà ngày mai mới đông, hứa hẹn với các bạn là ngày mai. Ở đây thì món nổi tiếng thì các bạn biết rồi, đó vẫn là thằng cố ngựa, gà đen, gà bản, thịt lợn đen. Đấy, rất là nhiều. Đây, mọi người đang nghỉ ngơi để ăn các bạn. Đây là lưỡi lợn này. Đấy. Nhiều nhỉ. Đây. Bây giờ là người ta làm một mạch phát đến sáng ngày mai luôn đấy. Bởi vì là tối nay là tối chủ nhật các bạn. À, tối thứ bảy chứ. Tối nay là tối thứ bảy nên khách du lịch. Và ở đây là có cả văn nghệ nữa các bạn. Văn nghệ rất là đông. Nên là người ta ở đây đến sáng ngày mai luôn. À đâu, không phải đến sáng mà tận trưa ngày mai đấy. Hoặc là thậm chí là chiều ngày mai. Đi quay trâu. Và đi chủ yếu đấy đi đang quay ở kênh châu kênh khác ạ. Đấy. Những cái món mà bà con giá châu á, châu 21k đấy. Tối nay là đông anh nhỉ. Đấy, quán của anh này. Đây quán anh à? À đây Hải Yến, quán Hải Yến đây các bạn này. Các bạn nào muốn ăn thăng cố hoặc là gà đen, lợn bản, kê gà, trứng non và cả ngựa nữa thì các bạn cứ qua quán nhé. Quán của anh tên là Hải Yến. Nằm ngay ở cái cây này các bạn này. Đấy, rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào khu vực này, ra đầu này nhé các bạn nhé. Đây. Gà đen này các bạn. Gà đen này. Đấy. Cái gà này thì... người ta chuẩn bị ở đây thôi. Đấy. Không biết là luộc chưa nhỉ? Chưa luộc nhỉ? Có nghĩa là chuẩn bị để chiều buổi tối ngày hôm nay ấy, rất là đông các bạn. Tối có văn nghệ. Đây. Đầu heo. Đấy, có hết các bạn. Đây. Bạn đang làm phở đỏ nhỉ? Đấy, xem tay nghề đến đâu rồi các bạn. Đấy, rất là nhanh. Cái này phải biết thái nhé các bạn nhé, chứ không phải đơn giản đâu. Đây, phở đỏ này. Phở này là gạo lương đỏ các bạn. Còn lương đỏ kết hợp với gạo tẻ đúng không em? Vâng anh ạ. Phải hai loại đúng không? Vâng, chỉ phải tráng bánh phở không thì... Nó dẻo quá. Gạo kia thì dẻo quá không làm phở. Đây này. Đây là gọi là công tác chuẩn bị cho buổi chiều nay các bạn. Cái này phải quen tay các bạn. Đây là người ta thái rất là đều nhé. Đây này. Tay cơ chuyên nghiệp các bạn. Đây là bà chủ đây. Ôi. Nói chung là quán nào hầu như là người ta cũng có cái món lợn đen các bạn. Đây là mặt lợn. Mình không dám quay con này có răng lanh không? Chắc là răng lanh người ta nhổ hết đi rồi các bạn. Lòng lợn này. Đấy. Nói chung là bây giờ là vào buổi trưa các bạn. Buổi trưa lên khách thì tầm 4 giờ chiều. 4 giờ chiều mình nghĩ là bắt đầu đông rồi. Nên là người ta sẽ tập trung về đây. Còn ở khu vực dưới kia kìa. Ở khu vực dưới kia là... đây là khu vực này. Khu vực này là khu vực ca múa nhạc. Buổi tối giữa văn nghệ.
Còn đây là cái sân, tối người ta sẽ quây quần ở đây và xem các bạn. Kia là toàn bộ khu vực ẩm thực nhé. Có lẽ là đây, cái khu vực đằng này thì mai là bán quần áo thổ cẩm các bạn. Nhưng mà có lẽ là bây giờ thì mình phải xin phép mình đi về thôi. Hẹn các bạn vào ngày mai. Chúng ta sẽ tiếp tục đi chợ phiên để quay chia sẻ cho mọi người.